Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả, quý thân hữu và đại dân quân đội đến với chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa tháng 7. Chương trình hôm nay gồm phần thứ nhất thời sự, phần thứ nhì phỏng vấn đặc biệt. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần thời sự. Tiết mục thứ nhất, ngày lễ độc lập Mỹ. Năm 2013, luật sư Nguyễn Đình, ái nữ của ông bà Đinh Hùng Cường, đứng ra tổ chức và tham gia ngày lễ độc lập Mỹ tại Washington DC. Ban tổ chức đã rất thành công là giới thiệu được vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam tại thủ đô Hoa Kỳ, cùng sự tiếp tay tài chính của cộng đồng. Luật sư Nguyễn Đình đã nhờ thân phụ là quan huyện Thủ Thừa trao lại tấm ngân phiếu 6.210 đô la cho luật gia Bích Hà, trưởng ban tổ chức gây quỹ năm 2015. Năm nay, Trung tá Retire Nguyễn Cao Nguyên cùng các bạn trong Hội Quân nhân Người Mỹ gốc Việt, các hội đoàn quân đội và các cộng đồng tham gia đã nói lên sức mạnh và sự thành công của thế hệ thứ hai tại Mỹ. Xin được phép mở ngoặc, thân phụ của Trung tá Retire Nguyễn Cao Nguyên là cố đại tá Nguyễn Đình Bảng, xuất thân khoa 5 trường Võ Bị Đà Lạt. Đại tá Bảng được anh em sĩ quan trẻ của chúng tôi trước năm 75 đánh giá là một trong những sĩ quan sạch của quân đội. Tiết mục thứ nhì, Bảng đặt tên đường bằng tiếng Việt tại Houston. Cháu Tham Minh Huỳnh, ái nữ của một Alpha Đỏ khóa 19 cùng các bạn thế hệ thứ hai tại Houston đang kêu gọi chúng ta hãy tiếp tay và yểm trợ tài chính trong việc đặt bản tên đường bằng tiếng Việt tại Houston. Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý chiến hữu và cộng đồng yểm trợ để tên tuổi quý vị tướng lãnh đã tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4 được trường tồn. Mọi chi phiếu trên đề Việt Nam Civic Center, memo Ủy ban xây dựng bảng tên đường Việt Nam, gửi về địa chỉ Tammy Huỳnh, PO Box 692230, Houston, Texas 77269. Tiết mục thứ ba, Đại nhạc hội cảm ơn anh thương binh Việt Nam Cộng hòa kỳ thứ 9. Chiều mai chủ nhật ngày 12 tháng 7, Đại nhạc hội cảm ơn anh thương binh Việt Nam Cộng hòa kỳ thứ 9 được tổ chức tại Bắc California. Trong khi quý vị thưởng thức chương trình văn nghệ do Trung tâm ESA và các văn nghệ sĩ trình diễn, chúng tôi thiết tha mong mỏi quý khán giả và quý chiến hữu hãy gọi phone vào để yểm trợ thương binh những người đang cần đến lòng từ tâm của cộng đồng và trách nhiệm của người lính đối với các chiến hữu thương binh tại quê nhà. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần thời sự của chúng tôi. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn đặc biệt. Hiện diện trong chương trình hôm nay của chúng tôi là chiến hữu mũ đỏ Lý Thành Phi, hội trưởng hội nhảy dù vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Chúng tôi mời mũ đỏ hội trưởng để cùng nói về ngày đại hội nhảy dù năm nay tại DC. Thân chào chiến hữu Lý Thành Phi. Chào anh Duật và chào quý khán thính giả của đài SPTN cùng tất cả các niên trưởng và các chiến hữu. Năm nay binh chủng dù chọn thủ đô Washington DC để tổ chức tổng hội đại hội của mũ đỏ thì là do luân phiên hay do tình nguyện, thưa chiến hữu? Nói tiếp đại hội kỳ thứ 34 tại Austin năm rồi. Năm nay gia đình mũ đỏ vùng Washington của chúng tôi đã tình nguyện tổ chức đại hội gia đình mũ đỏ kỳ thứ 35 vào hai ngày thứ 6 và thứ 7 17 18 tây tháng 7 sắp tới. Thì với cái thiện chí của nhảy dù là luôn luôn cố gắng, và trong cái chức vụ là hội trưởng hội nhảy dù tại DC thì xin chiến hữu cho chúng tôi biết cái chủ đề của tổng đại hội nhảy dù năm nay như thế nào? Thưa anh, cái chủ đề của đại hội kỳ thứ 35 tại thủ đô Washington của chúng tôi tổ chức là 40 năm nhìn lại với những gì đã đi qua và chúng tôi chuẩn bị cho những gì sắp tới. Như vậy là chủ đề này tất cả các mũ đỏ ở trên thế giới đều về thủ đô DC trong ngày đó phải không ạ? Cho đến giờ phút này thì chúng tôi được gần 360 anh em cùng gia đình về đây tham dự đại hội. Đó là một con số ngoài dự đoán của chúng tôi, nhưng với tinh thần nhảy dù cố gắng, anh em DC sẵn sàng và lo hết mọi việc cho các anh em về đây. Khi làm truyền thông thì tôi nghe một cái tin là vì cái số lượng các chiến sĩ mũ đỏ về quá đông nên tất cả các chiến sĩ dù tại DC này trong cái bữa tiệc đó phải đứng, có đúng như vậy không thưa chiến hữu hội trưởng? Cho đến giờ phút này chúng tôi sẽ cố gắng để mà trước nhất là các anh em ở xa về và quan khách có chỗ ngồi đàng hoàng, và riêng chúng tôi thì chúng tôi cũng cố gắng là không nói là đứng hay là ngồi, mà với nhảy dù thì trong mọi hoàn cảnh chúng tôi đều có thể đáp ứng được. Xin cảm ơn chiến hữu. Và
Trong cái buổi chủ đề 40 năm nhìn lại này thì Chiến Hữu có cái điều gì nhắn nhủ đến anh em ở trong quân đội và bà con đồng bào ở trong nước? Đối với các anh em trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, các binh chủng bạn, thì chúng tôi không có dám nhắn nhủ gì, mà chỉ có một điều là nhắc lại những ngày trước 75 chúng ta đã cùng nhau yểm trợ phối hợp với nhau để chiến đấu chống kẻ thù chung. Thì bây giờ chúng ta phải đoàn kết và cùng bên nhau đứng dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ mà chúng ta đã bảo vệ và mang qua tới bên này. Còn với đồng bào trong nước? Và với đồng bào trong nước thì chúng tôi nghĩ rằng những ngày xưa khi mà anh em nhảy dù chúng tôi đến mọi miền đất nước thì có những tiếng kêu vang nhảy dù tới và rồi bà con ơi. Thì đến bây giờ tại hải ngoại chúng tôi cũng vẫn giữ cái tinh thần là nhảy dù cố gắng, và chúng tôi sẽ làm mọi việc những gì mà chúng tôi đã làm trước 1975 để bảo vệ tự do, dân chủ và hạnh phúc thật sự cho nhân dân. Và đến giờ phút này chúng tôi cũng mong rằng mọi cuộc nổi dậy cần có để chúng ta có thể có một Việt Nam tự do, dân chủ. Kính thưa quý vị, và sau đây là một câu hỏi mà chúng tôi muốn nêu lên để Chiến Hữu Hội trưởng cùng trả lời, là nhảy dù cũng là một trong những binh chủng mà có số thương binh rất là nhiều. Thì Chiến Hữu Hội trưởng và Tổng hội nhảy dù đã có những phương thức nào để trợ giúp anh em nhảy dù còn kẹt tại quê nhà hay không? Thưa anh, đối với anh em thương phế binh của nhảy dù chúng tôi còn kẹt tại quê nhà, thì hàng năm riêng cái chi hội của gia đình Mũ Đỏ vùng Hoa Thanh Đốn chúng tôi đều có tổ chức một buổi gây quỹ để gửi về cho các anh em bên nhà. Và với những tất cả những cái cố gắng, bên Trung ương cũng có một cái chương trình riêng của Trung ương, và các chi hội cũng có những cái chương trình riêng của các chi hội để mà tổ chức gửi về giúp cho các anh em ở bên nhà. Thì được biết các binh chủng như nhảy dù, thủy quân lục chiến đều có những cái quỹ thương binh của họ. Thì nhân đây, ngày mai tôi xin được phép lặp lại, cũng là ngày tổ chức đại nhạc hội cảm ơn anh, thì xin tất cả quý chiến hữu nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân và các đơn vị, các sư đoàn bộ binh hãy tiếp tay với hội HO xin nhấc điện thoại gọi về để yểm trợ những anh em thương binh thuộc nghĩa quân, địa phương quân, nhân dân tự vệ, vân vân. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn Chiến Hữu Lý Thành Phi đã cùng chúng tôi trong chương trình này. Thưa quý vị, nhảy dù là một trong những binh chủng mạnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và trong suốt thời gian chiến tranh lớn năm 72 tại Quảng Trị, hơn ai hết, nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân đã sát cánh bên nhau để hoàn thành cái thứ mệnh mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu giao, là giải tỏa cổ thành Quảng Trị. Thì nhân tiện đây xin phép nhà Chiến Hữu chuyển lời chúc sức khỏe của ban biên tập Người Chiến Sĩ Cộng Hòa đến tất cả quý đại bàng, quý liên trưởng và các chiến hữu nhảy dù đã về tham dự trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn Chiến Hữu Lý Thành Phi. Xin cảm ơn anh đã dành chúng tôi buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý vị. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị với chương trình truyền hình Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Xin hẹn quý vị trong trình phát hành kỳ tới, và xin được thông báo đến quý vị và quý chiến hữu là tình hình trong nước đang có nhiều biến chuyển rất thuận lợi trong cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Chúng ta là những người lính, hãy thực hiện đúng như Chiến Hữu Lý Thành Phi đã kêu gọi, đoàn kết và thực hiện đúng chức năng của một đạo quân bảo quốc an dân. Xin Thượng Đế phù hộ cho dân tộc Việt Nam. Xin đa tạ.